Tập luyện thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe. Các hoạt động thể thao hàng ngày đã được chứng minh giúp nâng cao sức khỏe tâm lý và sinh lý một cách đáng kể. Nó vừa giúp bạn tăng cân, vừa giúp bạn duy trì cơ bắp và xương chắc khỏe để loại bỏ những hậu quả xấu của ung thư tuyến tiền liệt. Sau đây là 3 bài tập Kegel hiệu quả nhất mà bạn nên luyện tập để cải thiện sức khỏe, đặc biệt là với bộ phận xương chậu. Đầu tiên, với động tác hai cầu chân tập trung vào vùng xương chậu, mục tiêu là củng cố phần xương chậu. Đặt bằng hai chân trên sàn, nằm xuống đưa gót chân đến gần mông nhất có thể. Bạn có thể nắm phần gót giày và đưa chân gần về phía mông. Sau đó dùng phần hông đẩy người lên, gập đầu gối thẳng và đưa người lên cao. Giữ tư thế ở vị trí cao, rồi sau đó đưa người xuống từ từ và nhẹ nhàng. Tiếp tục như vậy, đưa người lên cao, gập ở vị trí cao nhất để căng các cơ và giữ khít nhất có thể. Giữ như vậy khoảng 20 giây. Gần giống với bài tập đầu, bắt đầu với hai cầu chân, tiếp theo đưa chân trái và hông lên cao cùng lúc và dùng chân phải để chống. Tất cả lực sẽ dùng về phía gót chân, giữ tư thế như vậy trong khoảng 30 giây và hạ người xuống, tiếp tục như vậy với chân phải. Đặt lưng thẳng sát mặt đệm tập, thả lỏng lưng, đưa cả hai chân lên trên cao cùng một lúc. Sau đó hạ chân xuống, chú ý giữ trọng tâm cơ thể để có cảm giác căng cơ ở phần hông. Hạ chân xuống và thực hiện động tác này liên tục 12 lần. Nếu như bạn thực hiện liên tục đều đặn mỗi ngày với 3 bài tập này, sẽ giúp bạn cải thiện sinh lý và cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Chúc các bạn áp dụng thành công!